Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tạp chí Forbes đưa tin các lực lượng dự bị Ukraine đã chi viện quân đội phòng thủ ở thành phố Pokrovsk và tổ chức các cuộc phản công. Theo Forbes, dù đã bố trí gần 10 tiểu đoàn tập trung cho chiến dịch xâm nhập vùng Kursk, Ukraine dường như vẫn giữ lại 4-5 tiểu đoàn dự bị với 2.000 quân và hàng trăm phương tiện mỗi đơn vị. Các tiểu đoàn này đã tham gia phòng thủ tại các chiến hào và công sự cách Pokrovsk khoảng 10 km. Một blogger người nga viết trên mạng xã hội rằng những gì xảy ra đúng như điều đã dự đoán, lực lượng Ukraine đã bắt đầu phản công. Việc Kiev có thể tổ chức phản công khiến một số nhà quan sát Ukraine ngạc nhiên. Những người trước đây cho rằng chính việc thiếu công sự phòng thủ đã khiến lực lượng Ukraine rút lui thay vì thực trạng bất lợi quân số mặt trận Pokrovsk vẫn là một trong những khu vực nóng nhất trên tiền tuyến dài hơn 1.000 km ở Ukraine. Đây là một trung tâm hậu cần huyết mạch nằm ở nút giao của các trục đường sắt tiếp viện quan trọng nhất của Ukraine. Nga đã dồn dập tấn công Pokrovsk trong nhiều tháng qua, nhưng tới gần đây bắt đầu đạt được đà tiến mạnh mẽ với việc giành được lãnh thổ mới ở hướng này gần như mỗi ngày. Các chuyên gia cảnh báo việc mất Pokrovsk sẽ đẩy Ukraine vào một kịch bản nghiêm trọng trên mặt trận Donetsk khi Nga sẽ chọc sâu hơn nữa vào khu vực và có lợi thế lớn trong mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Trước đó, Bộ Quốc phòng nga cho biết quân đội nước này kiểm soát đô thị gần thành phố chiến lược Pokrovsk, bước tiến mới tại mặt trận phía đông. Bộ quốc phòng nga thông báo đề cập mặt trận Donetsk ở phía đông Ukraine, nhờ hoạt động tích cực của cánh quân trung tâm. Thành phố Novogorodovka cách Pokrovsk khoảng 12 km tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Cơ quan này cho biết cánh quân trung tâm còn đánh bại nhân lực, khí tài của ba lữ đoàn và một tiểu đoàn Ukraine ở nhiều khu vực tại tỉnh Donetsk, cũng như chặn 8 cuộc phản công của đối phương, khiến Kiev tổn thất tổng cộng khoảng 560 binh sĩ, một xe tăng cùng nhiều phương tiện, khí tài khác. Nga thường xuyên báo cáo những kết quả đạt được trong những tháng gần đây khi tập trung tấn công ở Donetsk, nhất là khu vực xung quanh Pokrovsk. Tuy nhiên, tình hình nhìn chung ở khu vực vẫn bất ổn khi giao tranh dữ dội tiếp diễn. cuộc tấn công táo bạo của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga gây ấn tượng với các đồng minh của Kiev, đảo ngược nhận định rằng giao tranh đang bế tắc. Tuy nhiên, phương Tây lo ngại Kiev không thể kiểm soát được khu vực này trong thời gian đủ dài để đàm phán với Moscow. Một số quan chức phương Tây thậm chí lo ngại về kịch bản, Kiev có thể bị buộc phải từ bỏ phần lãnh thổ Nga trong vài tháng. Nếu Moscow tiến hành một cuộc phản công lớn hơn, điều đó có thể khiến Ukraine rơi vào tình thế sôi hỏng bỏng không khi dồn nguồn lực vào mặt trận Kursk nhưng không thu lại được thành quả đáng kể như kỳ vọng. Mới đây, hãng tin TASS dẫn lời ông Sergei Shoigu, cựu bộ trưởng quốc phòng Nga và hiện là người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga tuyên bố Chúng tôi sẽ không đàm phán với Ukraine cho đến khi chúng tôi đẩy họ ra khỏi lãnh thổ của mình. Theo ông Shoigu, bất kỳ nỗ lực đối thoại nào với Kiev chỉ có thể thực hiện được sau khi quân đội Ukraine rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Nga. Ông Shoigu cho biết cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk nhằm mục đích cải thiện vị thế đàm phán của Kiev và chuyển hướng lực lượng Nga khỏi mặt trận Donbass ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố quân đội Nga có kế hoạch đánh bật quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk. Hiện nay, Ukraine đang dồn nguồn lực cho Kursk, nhưng phương Tây đặt ra câu hỏi rằng mục đích cuối cùng của Kiev là gì? Vì nếu mục đích của Ukraine là buộc Nga phải rút quân từ Donetsk về, thì mọi thứ dường như đã diễn ra không đúng như kỳ vọng của Kiev. Một đặc điểm khác mà giới quan sát nhận thấy rằng có rất ít bằng chứng cho thấy lực lượng Ukraine đang xây dựng các công sự kiên cố để bảo vệ vùng đất mà họ đã kiểm soát được, chẳng hạn như bằng cách đào chiến hào hoặc đặt mìn và răng rồng. Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục chiến dịch vô hiệu hóa lực lượng Ukraine tiến công ở tỉnh biên giới Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc được không quân và pháo binh yểm trợ đã đẩy lùi 3 đợt tấn công của lực lượng Ukraine vào các khu định cư Apanasoka Kamyshevka, Marievka và Chekaskaya-Konopenka. Máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công các khu vực tập trung quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk, cũng như các địa điểm triển khai lính tư nhân nước ngoài và lực lượng dự bị của Ukraine tại 13 khu định cư ở vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga. Chiến dịch của quân đội Nga nhằm phá hủy các đơn vị của Ukraine vẫn tiếp tục và gây tổn thất nặng nề cho Kiev. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga, tổn thất của Ukraine đã lên tới 11.800 binh sĩ, 93 xe tăng, 42 xe chiến đấu bộ binh, 74 xe bọc thép chở quân, 649 xe chiến đấu bọc thép, 382 phương tiện, 89 khẩu pháo, 24 bệ phóng pháo đa nòng, bao gồm 7 HIMARS và 5 MLRS, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 2 phương tiện nạp đạn, 22 trạm radar, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không, và 8 thiết bị kỹ thuật. Theo The Kiev Independent, quân Nga đã tăng cường tấn công gần thành phố Vuleda những ngày gần đây. Việc mất làng Vodiane nằm cách Vuleda chỉ khoảng 5 km sẽ làm tăng nguy cơ Vuleda bị bao vây. Tình hình ở Vuleda hiện tại đang ngày càng khó khăn. Cách Pokrovsk khoảng 50 km về phía nam, Vuleda còn được gọi là pháo đài vì quân đội Ukraine đã bố trí phòng thủ kiên cố ở thành phố này kể từ năm 2022. Mặc dù không phải là trung tâm hậu cần như Pokrovsk, Vuleda đóng vai trò quan trọng trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở mặt trận phía Nam. Nếu mất thành phố này, quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn khi tổ chức các hoạt động quân sự trong khu vực. Ông Federico Bosari, chuyên gia của Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu cho biết, mất Vuleda không chỉ là đòn giáng mạnh và tinh thần của quân đội Ukraine, mà còn là diễn biến rất nghiêm trọng có khả năng đe dọa đến an ninh của toàn bộ khu vực phía tây nam của vùng Donetsk. Nơi thường ít phải đối mặt với mối đe dọa từ Nga. Voleda từng là nơi sinh sống của khoảng 14.000 người trước xung đột, nhưng chỉ còn khoảng 100 người tính đến đầu năm nay. Thành phố này nằm ở phía bắc của một ngã tư quan trọng, kết nối đường O0532 về phía Vodiane và Kostyantynivka, một con đường nhỏ về phía Kurakove và đường cao tốc T0509. Ông Bosari nói, có thể nói Vuleta đóng vai trò giúp duy trì sự hiện diện của quân đội Ukraine ở khu vực tây nam vùng Donetsk, bảo vệ các khu dân cư và thành phố lân cận. Do nga đã đạt được bước tiến quân ở mặt trận Pokrovsk trong những tuần gần đây, Ukraine cần tránh diễn biến tương tự từ phía nam để tránh nguy cơ bị bao vây. Ông Dmytro Semilo, đồng sáng lập, kiêm giám đốc điều hành trung tâm an ninh và hợp tác Ukraine nhận định, nga coi kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk là một trong những mục tiêu hàng đầu và thành phố vuleda do Ukraine nắm giữ đang là một trong những rào cản. Ông Jamalo nói thêm, chiến thuật của chúng tôi đơn giản là tấn công các lực lượng Nga khi họ đang tập kết trong những tòa nhà khi xâm nhập vào thành phố. Đó là lý do tại sao chúng tôi giữ được Vuleda cho đến nay. Lợi thế phòng thủ của Vuleda phần nào giống như thành phố Chachovia, một điểm nóng do tranh khác, nhưng Vuleda không có mạng lưới kênh đảo đi qua. Trước đó, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Shishky, nói với CNN trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng, Ukraine đã ổn định các phòng tuyến và cuộc tấn công của Nga và Pokrovsk không di chuyển một mét nào. Dù vậy, ông không đề cập đến động thái của Nga theo hướng Nam. Trước xung đột Nga và Ukraine tháng 12 năm 2019, Moscow và Kiev đã đồng ý về một thỏa thuận kéo dài 5 năm về việc vận chuyển khí đốt. Theo thỏa thuận, sẽ có 45 tỷ mét khối khí đốt Nga chảy qua Ukraine vào năm 2020 và 40 tỷ mét khối một năm vào thời điểm từ năm 2021 đến năm 2024. Trong hơn năm thập niên vừa qua, dòng chảy khí đốt là một đặc điểm chính liên kết Nga, Ukraine và châu Âu. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, quá cảnh khí đốt qua đường ống hơn 22.000 km đã trở thành một phần quan trọng trong quan hệ Nga-Ukraine thỏa thuận quá cảnh hiện tại cũng là thỏa thuận thương mại duy nhất còn lại giữa hai nước. Tuy nhiên, thỏa thuận nói trên sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Thỏa thuận này được cho rằng khó có thể gia hạn tiếp và điều đó sẽ ngăn chặn dòng chảy khí đốt Nga tới châu Âu. Điều đó cũng có nghĩa là trực tiếp tấn công thị trường trong khu vực vào thời điểm quan trọng mùa cần sưởi ấm. Ông Margarita Balmaceda, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Seton Mỹ, nhận định việc kết thúc thỏa thuận quá cảnh khí đốt qua Ukraine là dấu hiệu cho sự kết thúc của một kỳ nguyên đang âm ỉ. Đối với thị trường năng lượng châu Âu, động thái này sẽ làm tình hình trở nên rối ren hơn. Trong khi đó, đất nước của tổng thống Putin sẽ mất một trong hai tuyến đường ống vận chuyển khí đốt còn lại đến châu Âu. Về phía Ukraina, nền kinh tế có thể bị thiệt hại nhiều nhất. Theo ông Margarita Baumasera, Kyiv có thể mất nguồn tiền để duy trì cơ sở hạ tầng năng lượng và vị thế là kênh dẫn năng lượng với giá cả phải chăng cho các đồng minh phương Tây. Về mặt tài chính, theo ước tính của ông Mikhailo Svistro, nhà phân tích của Expro Consulting có trụ sở tại Kiev, Ukraine có nguy cơ mất tới 800 triệu đô la Mỹ một năm. Giới chuyên gia đánh giá, dù dòng khí đốt Nga qua tuyến đường Ukraine hiện chiếm chưa đến 5% nguồn cung của châu Âu, nhưng vẫn đủ để tác động đến an ninh năng lượng khu vực. Với châu Âu, hầu hết khách hàng mua khí đốt quá cảnh qua Ukraine đã tìm được giải pháp thay thế. Liên minh châu Âu-EU cũng đã hạ thấp triển vọng về một thỏa thuận mới, do quan hệ ngoại giao đã bị cắt đứt vì xung đột. Điển hình như Đức, đất nước đã tăng cường cung cấp khí đốt qua đường ống từ Na Uy và xây dựng các cơ sở để nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG từ khắp nơi trên thế giới. Hiện tại, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã độc lập với việc nhập khẩu khí đốt thông qua đường ống của Ukraine. Trong khi đó, Hungary đã nhận khí đốt của Nga từ một tuyến đường thay thế, đường ống Tuk Với Nga, vẫn có các tuyến đường khác để bán khí đốt, bao gồm các đường ống qua Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng liên kết với Trung Quốc và xuất khẩu LNG. Tuy vậy, theo tính toán của hãng tin Bloomberg, nếu thỏa thuận với Ukraine kết thúc, Nga có thể thiệt hại 6,5 tỷ đô la Mỹ một năm theo giá hiện tại. Đây là động lực mạnh mẽ để Điện Kremlin đàm phán gia hạn thỏa thuận. Cách đây ít lâu, Tổng thống Vladimir Putin từng nói rằng ông sẵn sàng tiếp tục vận chuyển khí đốt qua Ukraine sau năm 2024. Tổng thống Volodymyr Zelensky thì khác, ông tuyên bố không gia hạn thỏa thuận này để cắt đứt dòng tiền chảy vào điện Kremlin. Để thay thế, phía Ukraine đã tổ chức các cuộc đàm phán trung chuyển với Azerbaijan, quốc gia hiện đang cung cấp khí đốt cho 8 nước ở châu Âu. Dù vậy, ông An Sophie Kobil, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu tại Đại học Columbia, Mỹ, cho rằng sản lượng khí đốt của Azerbaijan không đủ để thay thế hoàn toàn trong ngắn hạn và bất kỳ thỏa thuận thay thế nào cũng có thể bao gồm khí đốt của Nga. Nga có thể bán khí đốt cho Azerbaijan sau đó nước này tái xuất khẩu sang châu Âu. Ngoài các thỏa thuận với Kazakhstan thì các nhà cung cấp khác ở Trung Á cũng có thể là một lựa chọn. Tuy nhiên, còn rất ít thời gian để Ukraine tiến hành đàm phán. Theo hãng thông tấn Union của Ukraine, tình hình quân sự Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp khi nước này không ngừng tìm kiếm và phát triển các giải pháp quốc phòng mới để đối phó với các thách thức từ Nga. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường sản xuất vũ khí trong nước và hợp tác quốc tế trở thành những ưu tiên hàng đầu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Ukraine chủ động phát triển và sản xuất vũ khí, đồng thời hợp tác với các đối tác quốc tế để tạo ra các thiết bị thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không S-300. Cụ thể, tại cuộc họp của nhóm liên lạc với Quốc phòng Ukraine Remstein vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi Ukraine tăng cường sản xuất vũ khí của chính mình. Ông Austin lưu ý rằng, dù các đồng minh và các nhà sản xuất vũ khí đang mở rộng năng lực công nghiệp để đáp ứng nhu cầu của Ukraine, nhưng sự chủ động trong sản xuất vũ khí của Ukraine là rất quan trọng để bảo đảm an ninh lâu dài cho quốc gia này. Ông Austin đặc biệt nhấn mạnh sự ủng hộ từ nhiều quốc gia tham gia theo định dạng Remstein trong việc thúc đẩy nỗ lực này. Mỹ đã cam kết hỗ trợ Ukraine bằng việc đầu tư hơn 200 triệu đô la Mỹ để mua sắm các bộ phận quan trọng nhằm giúp Ukraine sản xuất thiết bị bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử. Bộ trưởng Austin cho biết, các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để đáp ứng các nhu cầu này và xúc tiến giao hàng. Trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga kéo dài, Ukraine cũng đang hợp tác với các đối tác quốc tế để phát triển hệ thống thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không đất đối không. S-300 và tên lửa không đối không R-27. Trên cơ sở đó, Đan Mạch đã cam kết phân bổ 150 triệu đô la Mỹ để mua vũ khí từ các nhà sản xuất Ukraine. Đồng thời, Mỹ và các công ty châu Âu đang cùng nhau làm việc để phát triển những hệ thống thay thế này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào sản xuất vũ khí trong nước. Ông khẳng định Ukraine sẵn sàng sản xuất thêm vũ khí và hợp tác với các đối tác quốc tế trong việc sản xuất chung. Theo ông Zelensky, việc sản xuất vũ khí trong nước, bao gồm thiết bị bay không người lái và tên lửa, sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho lực lượng phòng thủ Ukraine và tạo ra áp lực lên Nga nhằm đạt được hòa bình thực sự. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi tài trợ để nhanh chóng sản xuất các loại vũ khí cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của Kiev. Trước đó, Lầu Năm Góc đã khuyến khích các nhà thầu quốc phòng Mỹ tăng cường hợp tác với các đối tác Ukraine. Tuy nhiên, các công ty Mỹ đã gặp phải sự chậm trễ trong việc thực hiện giao dịch so với các đối tác châu Âu. Điều này phần nào gây khó khăn cho việc đáp ứng kịp thời nhu cầu của Ukraine. Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine HUR Kirill Budanov cho biết Ukraine đã sản xuất được máy bay không người lái UAV có tầm hoạt động 1.800 km trong thông báo trên Facebook nhân ngày tình báo quân sự mùng 7 tháng 9, ông Budanov cho biết UAV do các chuyên gia Ukraine phát triển, bao gồm cả những người làm việc cho HUR. Ông Budanov cảnh báo các sân bay quân sự vốn là nguồn gốc mối đe dọa đối với các thành phố của Ukraine. Toàn bộ cơ sở hạ tầng phục vụ cho xung đột của Nga đã và sẽ phải chịu tổn thất. Ông Budanov không tiết lộ thông tin cụ thể về mẫu UAV nói trên, cũng không cho biết liệu chúng đã được sử dụng trong các cuộc tấn công trước đây nhằm vào các mục tiêu của Nga hay chưa. Nếu UAV nói trên được phóng từ Kharkov, thủ phủ khu vực phía đông Ukraine giáp với Nga, phạm vi 1.800 km, 1.118 dặm, về lý thuyết sẽ cho phép nó vươn tới dãy núi Uran, ngăn cách phần châu Âu và châu Á của Nga với các thành phố như Yekaterinburg, Chelyabinsk nằm ở rìa phạm vi nói trên các phương tiện truyền thông đưa tin về một vụ hỏa hoạn gần nhà máy quân sự của Nga ở Yekaterinburg vào tháng 7. HUR cũng từng nói về một máy bay ném bom chiến thuật Su-34 bị cháy ở sân bay Sagon của Nga ở Chelyabinsk. Tuy nhiên, HUR không nhận trách nhiệm gây ra cả hai sự việc này. Phạm vi 1.800 km được cho là cũng bao gồm các căn cứ không quân mà Nga sử dụng ở Syria. Kiev Post đã nhận được một video độc quyền từ HUR khi lực lượng này tấn công quân đội Nga đồn trú tại căn cứ không quân Kuwait ở phía đông Aleppo. Về mặt lý thuyết, bán kính tấn công 1800 km sẽ bao trùm phần lớn các sân bay của Nga có máy bay chiến đấu được Moscow sử dụng để tập kích Ukraine. HUR cũng tuyên bố đã tấn công một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 tại sân bay Olenia ở Murmansk trong vòng Bắc Cực và dường như nằm ngoài bán kính 1.800 km vào tháng 7. Nếu tuyên bố này là sự thật, có khả năng là phạm vi hoạt động của UAV Ukraine còn vượt quá những gì ông Budanov đã nêu hoặc chúng có khả năng được phóng từ bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Trong bài đăng trên Facebook gần đây, ông Budanov đề cập cụ thể các cuộc tấn công vào sân bay của Nga. Trong bối cảnh Nga liên tiếp điều máy bay chiến lược dội bom và phóng tên lửa vào Ukraine, Kiev đã kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các hạn chế đối với vũ khí viện trợ để tấn công vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga nhằm loại bỏ các mối đe dọa từ nguồn cụ thể là các sân bay. Vũ khí tầm xa của phương Tây mà Ukraine hiện có bao gồm hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Atak MS do Mỹ sản xuất có tầm bắn 300 km và tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp có tầm bắn hơn 250 km. Tuy nhiên, cho đến nay, phương Tây vẫn từ chối dỡ bỏ các hạn chế vì lo ngại gia tăng căng thẳng. Từ năm 2023, Ukraine đã tuyên bố chế tạo được UAV có tầm tấn công 1.000 km đặt nhiều mục tiêu quan trọng của Nga vào tầm ngắm. Hiện tại, Ukraina dựa vào các cuộc tập kích bằng UAV để làm ảnh hưởng tới nguồn tài chính của Nga, tấn công mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng dầu khí nhằm gia tăng áp lực cho nền kinh tế Nga. Nếu Ukraina đã có những thành công nhất định trong việc tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, bao gồm các cơ sở dầu mỏ và sân bay bằng UAV sản xuất trong nước, vậy tại sao họ lại cần đến vũ khí tầm xa của phương Tây? Vũ khí tầm xa của phương Tây có hỏa lực mạnh hơn và chính xác hơn, tốc độ cao của chúng có thể là yếu tố quyết định trong việc tấn công các sân bay nga. Với tên lửa sẽ có rất ít thời gian cảnh báo và phản ứng, đặc biệt là với các sân bay nằm gần biên giới ukraine. Ngoài ra, tên lửa với tốc độ cao sẽ khó đánh chặn hơn so với máy bay không người lái chỉ có tốc độ cận âm. Thêm vào đó, tên lửa atacms biến thể đạn chùm được xem như công thức hoàn hảo cho ukraine để tấn công sân bay nga do những thiệt hại mà nó có thể gây ra. Đối với các tài sản quân sự chiến lược của đối phương. Ukraine đang bổ sung thêm các loại vũ khí gây cháy ít được biết đến vào kho vũ khí của nước này trong cuộc xung đột với Nga. Trong đó có cả máy bay không người lái phun lửa. Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng tải video cho thấy cảnh một máy bay không người lái của nước này đang thả kim loại nóng chảy vào các vị trí trong một khu rừng, được cho là nơi ẩn náu của các đơn vị Nga. Video được đăng tải kèm theo dòng chú thích: Một máy bay không người lái rồng lửa đang bay về hướng Kharkov. Giới phân tích cho rằng loại UAV này là một sáng kiến mới của Ukraine nhằm cải tạo loại vũ khí chiến lược của quân đội nước này. Trong thời gian qua, quân đội Ukraine ngày càng sử dụng nhiều hơn những loại máy bay không người lái nhỏ trên chiến trường. Máy bay không người lái rồng mang theo một hợp chất gọi là thermite, hỗn hợp này được làm từ bột kim loại thường là nhôm và oxit sắt hoặc gì sét thermite không nổ, nhưng tạo ra nhiệt ở nhiệt độ cực cao, hơn 2.200 độ C, tức khoảng 4.000 độ F, đến mức nó có thể đốt cháy và phá hủy hầu hết mọi vật liệu, quần áo, cây cối, lá cây, sắt thép, thậm chí cả xe quân sự. Nó cũng có thể cháy dưới nước. Đối với con người, vũ khí này có thể gây tử vong hoặc gây bỏng nặng, tổn thương xương. Nó cũng có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp và chấn thương tâm lý. Theo tổ chức phi chính phủ Anh Action on Armed Violence AOAV, việc kết hợp thermite với máy bay không người lái có độ chính xác cao có thể vượt qua các biện pháp phòng thủ truyền thống. Điều này khiến những UAV rồng lửa rất hiệu quả và nguy hiểm. Máy bay không người lái rồng lửa có xu hướng bay thấp vì thermite sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi tiếp xúc gần với mục tiêu. Ngoài việc gây ra thiệt hại đáng kể cho đối phương, vũ khí này cũng có khả năng hỗ trợ các đơn vị Ukraine thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Các nhà phân tích cho biết, khi lớp lá cây bị đốt cháy, hoạt động ném bom có khả năng sẽ chính xác hơn. Một số nguồn tin cho rằng, những UAV này do công ty Steel Hornets, một nhà sản xuất hệ thống vũ khí không người lái tư nhân của Ukraine phát triển. Công ty này chế tạo rất nhiều sản phẩm, trong đó có một loại vũ khí hạng nhẹ, sử dụng thơ mai, có thể đốt cháy kim loại dày 4mm trong vòng chưa đầy 10 giây. Quân đội Mỹ cũng sản xuất lựu đạn thơ mai. Mặc dù Washington là nhà cung cấp vũ khí chính cho Ukraine, nhưng chưa rõ liệu họ có cung cấp vũ khí Thermite cho Kiev hay không. Tác động của Thermite tương tự như các chất gây cháy khác như phốt pho trắng và napalm. Hợp chất này gây ra thiệt hại cho đối phương thông qua việc gây bỏng hoặc tổn thương đường hô hấp. Nhìn chung, việc sử dụng hợp chất Thermite không được khuyến khích vì các đám cháy mà chúng tạo ra rất khó kiểm soát và chúng có thể ảnh hưởng đến dân thường, đồng thời gây ra thiệt hại lớn về môi trường. Văn phòng giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh. Một số chuyên gia cho rằng, việc sử dụng UAV rồng lửa có thể gây ảnh hưởng lớn cho đối phương về tâm lý hơn là về tác động vật lý. Chuyên gia quân sự Emin Kastehenmi của Phần Lan cho rằng, đây là một bước ngoặt mới trong cuộc xung đột UAV và tác động của loại UAV rồng lửa này rất lớn. Tuy nhiên, ông Emin Kastehenmi lưu ý, Ukraine dường như có năng lực hạn chế về phát triển đạn nhiệt nhôm ở thời điểm hiện tại. Vì thế, không rõ Ukraine có kế hoạch tăng cường về sử dụng nó hay không. Một số chuyên gia tin rằng Nga cũng có thể tăng cường việc sử dụng UAV tương tự như UAV dòng lửa để đối phó với Ukraine. Vừa qua, tại cuộc gặp ở thành phố Saint Petersburg với thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, chính phủ Trung Quốc luôn có quan điểm khách quan về cuộc khủng hoảng Ukraine và sẽ góp phần giải quyết nhanh chóng cuộc khủng hoảng này thông qua các biện pháp hòa bình. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị nói, Trung Quốc luôn có quan điểm khách quan và công bằng về vấn đề Ukraine. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rõ rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục giúp cộng đồng quốc tế hình thành quan điểm cân bằng, khách quan và hợp lý về cuộc xung đột Ukraine. Theo ông Vương Nghị, cần tăng cường hơn nữa sự đồng thuận chung vì mục tiêu ngừng bắn sớm và giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi tiếp phái đoàn Đức do Thủ tướng Olaf Scholz dẫn đầu tại Bắc Kinh đã nêu ra bốn nguyên tắc nhằm khôi phục hòa bình ở Ukraine, ngăn cuộc khủng hoảng vượt tầm kiểm soát. Ông Tập Cận Bình nói, thứ nhất chúng ta nên ưu tiên duy trì hòa bình, ổn định và không chạy theo lợi ích ích kỷ. Thứ hai, chúng ta nên hạ nhiệt tình hình thay vì đổ thêm dầu vào lửa. Thứ ba, chúng ta nên tạo điều kiện để lập lại hòa bình và kiềm chế căng thẳng gia tăng hơn nữa. Thứ tư, chúng ta nên giảm tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu và hạn chế ảnh hưởng đến tính ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. Theo ông, xung đột Ukraina đã tác động tiêu cực đến an ninh châu Âu và có nguy cơ làm tổn hại đến toàn bộ trật tự quốc tế. Trung Quốc đến nay vẫn khẳng định quan điểm trung lập về cuộc xung đột Nga-Ukraina, trong khi phương Tây, đặc biệt là châu Âu, kỳ vọng Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết xung đột Ukraina. Đại diện chính thức của cơ quan chính sách đối ngoại EU, Peter Stano gần đây đã nhấn mạnh vai trò then chốt của Trung Quốc trong việc ảnh hưởng đến Nga để đạt được hòa bình. Tuy nhiên theo ngoại trưởng Nga ông Lavrov, Nga không hề chịu áp lực từ phía Bắc Kinh về vấn đề này. Thay vào đó, Nga tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại của mình với những điều kiện rõ ràng và kiên quyết. Trong một tuyên bố vào tháng 6 vừa qua, tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất một giải pháp hòa bình, trong đó điều kiện tiên quyết là Ukraina phải từ chối gia nhập NATO và rút quân khỏi các khu vực mà Nga đang kiểm soát ở miền đông Ukraina tuy nhiên kiev đã từ chối các đề xuất của nga cũng như những đề nghị từ các nhà hòa giải quốc tế trung lập lập trường của nga về xung đột với ukraine đã trở nên cứng rắn hơn sau các sự kiện quân sự gần đây đặc biệt là sau những diễn biến tại vùng kursk ở nga tổng thống putin cho rằng không còn gì để đàm phán với kiev do ukraine từ chối mọi đề xuất hòa bình từ phía nga và các nhà hòa giải quốc tế theo ước tính của Liên Hợp Quốc và chính phủ Ukraine, cuộc xung đột đã biến Ukraine thành quốc gia có nhiều miền nhất thế giới. Báo cáo của Bộ Kinh tế Ukraine và Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu, TBI cho biết, số lượng lớn bom mìn đang thách thức nền kinh tế Ukraine và quá trình phục hồi sau xung đột, đồng thời góp phần gây ra tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu. Cụ thể, ở mức độ hiện tại, bom mìn và vật liệu nổ đã làm giảm tổng sản phẩm quốc nội GDP của Ukraine 11,2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tương đương khoảng 5,6% tài sản quốc gia tính theo GDP vào năm 2021. Nền kinh tế Ukraine đã suy giảm khoảng 1 phần 3 trong năm đầu tiên của cuộc xung đột, mặc dù đã tăng trưởng trở lại vào năm 2023 và 2024. Các nhà kinh tế ước tính GDP của nước này vẫn nhỏ hơn so với trước khi xung đột bùng phát năm 2022. Trước đó, theo hãng tin Ukrinform của Ukraine, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế nước này bà Yulia Sviridenko cho biết vào tháng 7 năm nay GDP của Ukraine tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Trên mạng xã hội X, bà Sviridenko cho hay kinh tế Ukraine tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi GDP tháng 7 tăng 2,7%. Tổng cộng từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay chúng tôi có mức tăng trưởng là 4%. Theo bà Sviridenko, tăng trưởng GDP của Ukraine được thúc đẩy nhờ việc bắt đầu sớm đợt thu hoạch mùa màng và hoạt động ổn định trên hành lang xuất khẩu đường biển. Đây là kết quả của nhiều nỗ lực từ cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ thương mại cho Ukraine. Người đứng đầu ngành kinh tế Ukraine nhấn mạnh, vào tháng 7, nền kinh tế Ukraine hoạt động trong điều kiện bị cắt điện luân phiên do thiếu điện. Việc này đã cản trở hoạt động kinh tế của cả doanh nghiệp cũng như tiêu dùng hàng hóa và sử dụng dịch vụ trong khi chi phí tăng cao. Tuy nhiên, theo quan chức này, nền kinh tế Ukraine đã xoay sở để bù đắp các tác động tiêu cực của tình trạng thiếu điện. Điều này một phần nhờ khả năng thích ứng cao của doanh nghiệp với các điều kiện khó khăn và kinh nghiệm trong việc ứng phó với những thách thức như vậy. Một số doanh nghiệp đã đảm bảo việc có nguồn điện ổn định bằng cách nhập khẩu điện trực tiếp. Từ đầu năm đến nay, mặc dù xung đột, song Ukraine đã thu hoạch được tổng cộng 35,1 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu. Trong số này, lượng ngũ cốc là 29,1 triệu tấn cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống Kamala Harris đã công kích lẫn nhau khi họ nỗ lực truyền đạt lập trường chính sách của mình tới cử tri trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống. Về kinh tế, bà Harris nhấn mạnh kế hoạch của bà về một nền kinh tế cơ hội và đưa ra các đề xuất về các biện pháp giúp giá nhà ở trở nên phải chăng hơn và mở rộng tiền khấu trừ thuế cho con. Trong khi đó, ông Trump lập luận rằng kế hoạch áp dụng thuế quan của ông sẽ giúp ích cho người Mỹ Cựu Tổng thống Trump đã đề xuất mức thuế từ 10% đến 20% đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ, ngoại trừ hàng hóa Trung Quốc, sẽ bị áp mức thuế 60%. Theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, điều đó sẽ khiến người Mỹ mất 2.600 đô la Mỹ một năm. Dự án 2025, cựu Tổng thống Trump đã tách mình khỏi lộ trình của chính sách bảo thủ mang tên dự án 2025 sau khi bà Harris cáo buộc ông có liên quan đến kế hoạch nguy hiểm này. Ông nói tôi không liên quan gì đến dự án 2025. Dự án 2025 là một cương lĩnh cầm quyền do Heritage Foundation soạn thảo. Viện tư vấn này được thành lập trong thập niên 1970 theo xu hướng tân bảo thủ, nổi tiếng với vai trò là cố vấn chính trị cho nhiều đời tổng thống đảng cộng hòa. Chuyên gia Angelia Wilson tại Đại học Manchester trả lời France 24 đánh giá đối với Heritage Foundation. Project 2025 là một cẩm nang để ông Donald Trump có thể huy động 100% quyền lực của Tổng thống nhằm biến những ước mơ của phe bảo thủ thành hiện thực. Về vấn đề phá thai, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump bảo vệ quyết định ủng hộ lệnh cấm phá thai sau 6 tuần thai kỳ ở Florida và nhấn mạnh quan điểm của mình rằng phá thai phải là vấn đề của tiểu bang. Ông cũng ca ngợi việc tòa án tối cao lật ngược phán quyết Roe v. Wade và vai trò của ông trong việc bổ nhiệm các thẩm phán bảo thủ vào ghế thẩm phán. Ứng cử viên của Đảng Dân chủ Kamala Harris chỉ trích những gì bà gọi là lệnh cấm phá thai của ông Trump kể từ khi phán quyết Roe v. Wade bị bãi bỏ và nói rằng cựu tổng thống không nên ra lệnh cho phụ nữ phải làm gì với cơ thể của mình. Về chính sách đối ngoại, Phó Tổng thống Harris cho biết bà ủng hộ quyết định của Tổng thống Joe Biden về việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan vào năm 2021, cho rằng ông Trump đã đàm phán một trong những thỏa thuận yếu đuối nhất mà bạn có thể tưởng tượng về vấn đề này trong thời gian ông làm Tổng thống. Về cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine, ông Trump lập luận rằng ông có thể giải quyết vấn đề chỉ trong vòng 24 giờ, nhưng không nói liệu ông có muốn Ukraine giành chiến thắng hay không ông cũng tuyên bố sai sự thật rằng bà harris đã gặp tổng thống nga vladimir putin vài ngày trước khi xung đột vũ trang nổ ra đáp lại bà harris nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới đang cười nhạo ông trump về chăm sóc sức khỏe ông trump cho biết ông có khái niệm về một kế hoạch để thay đổi đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền aca một điều mà trước đây ông đã hứa sẽ thực hiện trong khi đó bà harris lại nói rằng ông trump đã cố gắng hàng chục lần để xóa bỏ aca và ca ngợi công việc của chính quyền Biden nhằm giảm chi phí thuốc kê theo đơn và giới hạn chi phí insulin hàng tháng ở mức 35 đô la Mỹ cho hàng triệu người Mỹ mắc bệnh tiểu đường phải sử dụng thuốc này. Bà cho biết bà sẽ củng cố ACA nếu bà được bầu làm tổng thống.